Ta chỉ hại vài con thú vật thôi, cứ làm gì đuổi cùng giết tận tới vậy? Chết đi! Đồ xác nhân bẩn thỉu! Dừng lại đi con, dừng lại đi! Trời ơi, sao con ra tay độc ác vậy? Hắn chỉ giết vài con dê trong một nông trại thôi mà. Ông nội còn binh hắn nữa hay sao? Còn cảm thấy kẻ nào chỉ cần làm việc sai trái, dù nhỏ hay lớn đều tội như nhau, đều phải bị tiêu diệt. Trời ơi là trời, Ben ơi Ben, sao con thay đổi dữ vậy? Con trở nên hung tợn vậy? Kệ con, thôi đi về đi. Trời ơi là trời, cả ông nội của nó mà nó còn nạt nộ nữa. Bộ con khó chịu hả Ben? Con không có gì hết á, sao ông hỏi hoài vậy? Ông hỏi thôi mà, con càng ngày càng quá đáng đó. Dạo này ông nội thấy con khác lắm đó. Con đã bảo rồi, ông hỏi hoài à, nhức đầu quá. Tao chỉ quan tâm mày thôi, sao mày lại đạt đồ tao như vậy? Đồ thứ cháu mất dạy. Tôi vô nhà trước, ông tự dọn đồ đi. Ôi, cái thằng Ben đi, nó bị sao thế vậy? Thường ngày nó ngoan ngoãn lắm, nó có dám lớn tiếng với mình đâu. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của nó có vẻ như là mất ngủ mấy ngày vậy. Ai không biết chuyện gì xảy ra với nó nữa. Mau, đưa thuốc đây, nhanh lên, đưa thuốc đây. Hả, thằng Ben nó làm cái gì mà nó la ghê vậy? Ôi trời ơi. Nhanh lên, mày muốn tôi đập mày chết à? Như này nói chuyện với ai thì phải. Thằng Ben này nó lạ lắm, lần này mình phải xem thử nó xảy ra chuyện gì. Đem thuốc cho tao, đem thuốc cho tao. Không, không. Người đã ăn quá nhiều thuốc đó rồi, người đã bắt kiềm chế bản thân rồi. Hãy dừng lại đi, hãy dừng lại tao đi. Tao nói là mau đem thuốc đó ra cho tao. Tao chịu không nói nữa rồi. Mày có đem không? Mày có đem không? Không, không bao giờ. Tao sẽ hành hạ mày. Được rồi, hành hạ tao chưa? Ta sẽ đưa thuốc cho ngươi. Tại sao không biết điều sớm chứ? Đã quá. Ngươi hãy chuẩn bị tiếp thuốc cho ta. Ta ra nghỉ ngơi một chút. Vào ta hưởng thụ tiếp. Phê quá. Hả? Trời ơi, thằng Ben nó giấu sinh vật gì trong nhà vậy? Con quái vật này không biết tốt hay là xấu nữa. Đây, tại sao ngươi lại bị Ben Ten bắt vào đây? Lão già hãy cứu ta. Ta bị Ben Ten hành hạ đau khổ lắm rồi. Nhưng mà ngươi thật sự là ai? Tại sao ngươi lại bị Ben Ten bắt vào nơi đây? Tôi là một con yêu tinh thuộc bộ tộc Gia Xanh. Cách đây 3 ngày, tôi xuống núi để tìm thuốc. Tôi muốn chế tạo một loại thuốc đặc biệt có thể chữa lành bình thường, nhưng mà không may tôi bị một tên sát nhân bắt được. Hắn định ăn thịt và đốt chân tôi. Mà yêu tinh Gia Xanh, nghe nói chỉ cần ăn thịt được lũ yêu tinh này sẽ trở nên đẹp trai và bóng bẩy, nhiều gái thích. Thịt sát nhân không kịp, ta cũng tìm được ngươi rồi. Đây tàn của ngươi tới rồi. Đột nhiên ở đâu Ben Ten xuất hiện. Hắn giống như một vị thần đã cứu rỗi đời của tôi. Hắn đã đánh cho thịt sát nhân nó không còn mạnh da. Cuối cùng Ben Ten cũng giành chiến thắng. Nhưng thật không may, Ben Ten bị những mảnh sắc của thịt sát nhân đó làm bị thương. Vì muốn trả ơn, tôi đã cho Ben Ten loại thuốc tôi mới đặt chế. Nhưng mà thứ thuốc này vẫn chưa hoàn thiện. Nó có tác dụng phụ là gây bất kiềm chế và gây nghiện cho người nào đó sử dụng quá nhiều. Lúc lần đầu tiên gặp Ben Ten, tôi nghĩ chỉ một vài viên thuốc sẽ không sao đối với anh ta. Thế là anh ta cũng đã mời tôi về nhà. Anh ta hứa sẽ giúp đỡ tôi hoàn thiện thứ thuốc đó. Nhưng thật không ngờ, Ben Ten chiến đấu, bị thương lại tiếp tục xin thuốc của tôi. Cứ như thế, Ben Ten càng ngày càng uống nhiều thuốc đó. Ben Ten dần dần đánh mất ý chí của mình. Đi, yêu tinh xanh, mau đưa thuốc cho tôi đi. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Không được,
cậu đã dùng quá nhiều liều rồi. Đó là đứa thuốc cho ta. Cậu có đứa không? Cậu làm gì vậy? Trời ơi, cậu đã mất kiềm chế rồi. Tôi không đưa thuốc cho cậu nữa đâu. Chết tiệt, ta sẽ hành hạ ngươi cho đến khi ngươi đưa thuốc cho ta. Đó là toàn bộ câu chuyện của 3 ngày hôm trước, kể từ khi ta gặp Ben đó. Ông ơi, làm ơn cứu ta đi. Được rồi, ta sẽ thả cho ngươi. Ngươi hãy chạy thật nhanh nha. Ông ơi, sao ông lại phá chuyện của tôi? Tên Ben đó, hắn tới rồi kìa. Ben, hãy dừng lại đi con. Con đang làm việc sai trái đó. Trời ơi, hãy dừng lại đi, nghe lời ông nội đi. Ông tránh ra. Ben, tôi muốn tên này đi. Tôi muốn thuốc. Con quên ra. Mẹ con yêu tên, mày bao đưa thuốc cho tao. Nhanh lên. Không, Tôi hết thuốc rồi. Vậy thì tao ăn luôn mày. Bè rồi, dừng lại đi con. Bè rồi, con. Bè rồi, đừng đi. Bè rồi. Ông lão ơi, để tiêu diệt Ben 10, hãy dùng nước và yêu tinh, nước và thứ gì nữa, yêu tinh. Ta cần thuốc. Cảnh sát đã đem thuốc cho ta tới đây. Ta cần thuốc. Các người không cho ta thuốc, ta giết hết các người. Bảo, ông đem thuốc tới đây. Giải ta. Yêu cầu lực lượng vũ trang dân chống phân bố là các người sử dụng vũ khí hệ tên. Bà con dân chống giải tán đi. Thèn, thuốc của người ở đây đây nè. Thuốc ở đâu? Ta cần thuốc. Ben 10, hãy đứng yên một chỗ đi. Ông đội sẽ đem thuốc cho mày tới đây. Được, sẽ hạ được đó. Thuốc của mày đây Ben 10. Ta ghét thuốc. Ben 10, nước này sẽ giúp con tỉnh lại. Không có thuốc, lừa dối ta. Ta sẽ giết hết các người. Chết hết đi. Tại sao mình dùng nước rồi đâu mà không có tác dụng vậy? Trời mưa rồi. Chẳng lẽ là Các người không cho ta thuốc. Các người chết hết đi. Tắt đèn rồi. Tắt bếp thêm đèn rồi. Chạy đây. Ta sẽ ăn thịt các người. Ta khó chịu à. Cảnh sát, hãy vào kéo sấm sét xuống. Nhanh lên đi, tôi rất sợ sấm sét và nước to. Chết tiệt, ta sẽ xé xác hơn các người. Ta không có sợ cái thứ gì đâu. Các người vào đưa thuốc cho ta. Nhanh lên, ta điên lên rồi. Bay thẹt. Con tỉnh dậy đi. Cái vật đã bị chúng ta lợi dụng sấm sét đánh trúng lại. Bao tập trung lực lượng lại quay bắt hết. Trời ơi. Ben 10, hãy tỉnh dậy đi con. Chết rồi. Lần này Ben 10 đã bị bỏ tù chắc luôn. Ông trời ơi, có chuyện gì vậy? Sao nhiều cảnh sát quá à?